Em đồ gỗ Mỹ Nghệ Trịnh Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác ạ. Chúc mọi người có một buổi tối hôm nay thứ ba sao ấy. Thứ ba là buổi tối thứ ba là vui vẻ hạnh phúc. Hôm qua là buổi tối thứ hai đầu tuần do cái vướng nhiều việc ở trên xưởng, hôm qua tối của em không về nhà. Đơn ra là tận hôm nay mới về. Thật sự với mọi người thì em rất là nhiều việc chứ không phải không có ít việc đâu ạ, bởi vì nó thợ thuyền nhà có xưởng, đâm ra là nhiều khi gỗ lạc anh em mà nó cũng nhiều việc. Đơn giản là hôm qua không về nên không quay clip giới thiệu mọi người được. Thì hôm nay em cũng vừa về và cũng giới thiệu được một số cái sản phẩm mà vừa sửa sơn xong trở về giới thiệu mọi người, là những cái sản phẩm em mình rất là ưng ý, em rất ưng ý và rất là tâm đắc. Không biết là có vừa mắt các bác không, nhưng em nghĩ đây là những cái sản phẩm mà được chế tác từ những cục phôi rất là đặc biệt. Em gọi là những cục phôi đặc biệt, xin phép các bác gọi là những cục phôi đặc biệt, bởi vì không phải lúc nào mà chúng ta cũng có thể gặp được những cục phôi như này. Em Minh thì thường làm đồ hay là chơi đồ thì đều là cố gắng nữa để cho mọi người những cái sản phẩm một chút gì đó không đặc biệt nhiều thì cũng phải là đặc biệt ít. Đó, những cái sản phẩm mà chỉ có một mình các bác có và sẽ không có ai là người thứ hai có. Có người ta cũng có nhưng mà nó sẽ không có cái sản phẩm nào giống sản phẩm nào. Và khi các bác trưng một cái sản phẩm lên trong không gian nhà mình thì thật sự luôn, đó là mang lại cho mọi người một cái cảm giác gì đó rất là đặc biệt. Nó không giống những cái sản phẩm bình thường. Có thể khi mọi người trưng lên thì nó sẽ nhiều cái luồng ý kiến trái chiều khác nhau về một cái sản phẩm. Nhưng em nghĩ là nếu các bác là một người sành chơi, các bác là một người đẳng cấp thì các bác thừa sức và thừa cái đủ cái độ gọi là giải thích để cho mọi người có thể hiểu về cái thú chơi của mình. Thì đây không làm mất thời gian của mọi người. Các bác đang nhìn đây là một bức tăng nghê. Bức tăng nghê, bức này là được chế tác hoàn toàn là nền khố 100%, hàng có bám những cái điểm rác này rất là tuyệt vời. Cái rác này rất là khô bởi vì cục phôi này, cục phôi ôm đá này là em có tất cả là em có 3 tác phẩm nghê ôm đá như này. Và 3 cục phôi ôm đá này em mua là từ tận đầu năm đến vừa rồi, bây giờ em mới cho thợ làm. Bây giờ mới cho thợ làm nên là mọi người yên tâm về cái rác này nhé. Yên tâm, để nói thẳng luôn là yên tâm. Đấy, thì cái rác này nó là tô điểm cái sản phẩm, nó thêm phần rất là bắt mắt và lạ mắt đó. Và cái rác này rất là chất lượng mọi người, không phải rác hỏng loạn, rác màu cam mà người yên tâm chơi. Thứ hai, đây là một cục phôi mà có một cái cục đá, đây nguyên bản nó nằm cái gốc hương. Gốc hương sống ở những cái vùng núi Tây Nguyên của mình, nó sống ở trên những cái vùng núi đá. Thì sau những cái thời gian 5 tháng dần dần thì cái cây gỗ ấy nó ôm vào cục đá và càng ngày nó càng ôm chặt. Khi nó lớn thì nó phát triển thì cái phần gỗ nó to thì nó đè lên cục đá và nó ôm chặt cục đá. Ngày xưa ấy, cái câu chuyện ngày xưa cách đây tầm khoảng 5, 7, 10 năm về trước, khi làm đồ mỹ nghệ mà những tác phẩm mà liên quan gỗ hương mà có đá này thì thường thường là đập đá đi để mà lấy gỗ không thôi, về làm thôi chứ không có đá. Nhưng về sau về đây những vài năm gần đây thì sau khi thú chơi của mọi người được nâng cấp lên thì đã có nhiều người và nhiều anh em thấy cái vấn đề là gỗ nó có đá là một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Người ta gọi là mộc thạch, gỗ trong đá, đá trong gỗ đó. Nó mang cái hơi hướng tự nhiên và độc lạ. Những cái sản phẩm mà nó mang lại cho mọi người một cái cảm giác nó khác biệt bình thường. Thì đây là những sản phẩm như thế. Và một vấn đề nữa là những cái sản phẩm như này thì giá nó sẽ nhỉnh hơn những cái sản phẩm gỗ bình thường. Bởi vì sao ạ? Sẽ giải thích cho mọi người một chút này nè. Bởi vì khi nhiều người thích đồ đá này thì đồng nghĩa việc là cái sản phẩm phôi này, khi những cái người mà người ta buôn phôi về làng nghề thì người ta sẽ bỏ riêng những cục phôi ôm đá ra và sẽ bán với giá phôi ôm đá đẹp như này là sẽ bán với giá 50.000 một cân đó. Nên là hàng làm hàng ôm đá nó đẹp nhưng mà nó lại có nhiều cái bất lợi mọi người ạ. Thứ nhất, cái bất lợi thứ nhất là cái tiền phôi nó cao. Bất lợi thứ hai là cùng một kích thước một cục phôi thì cái hàng ôm đá bao giờ nó nặng gấp rưỡi hàng gỗ bình thường, thậm chí là có những cục nặng gấp đôi và có những thậm chí những cục nặng gấp 5 lần những cái sản phẩm bình thường đấy. Thì khi đồng nghĩa với gỗ nặng là bọn em cũng lại đều phải bỏ số tiền cao hơn những cục phôi nhẹ. Và vấn đề thứ ba là những cục phôi ôm đá khi về mang về chế tác ấy thì là phải đưa vào những người tay, những người thợ lành nghề và họ có con mắt để mà thẩm được cái cục phôi, sau đó đưa ra được cái ý tưởng để tạo tác lên một sản phẩm nhìn làm sao cho đẹp.
chứ nếu không, nếu mà cái cục phôi đẹp mà đưa vào một tay người thợ bình thường thì là hỏng của gỗ đó, nên là rất là khó. Nên là cái người mà người ta làm được, công của ta sẽ cao. Và thứ hai một vấn đề nữa, một cái vấn đề, không phải thứ hai mà thứ tư là một cái vấn đề nữa, là tất cả những cái hàng mà có ôm đá này đều rất là khó chế tác, khó chế tác mọi người nhé. Ví dụ như không ôm đá thì chúng ta có thể dùng những cái cưa xích cắt rất là dễ, rồi thì đục đẽo máy mũi miếc làm rất là dễ, không có gì khó cả. Nhưng mà va vào hàng ôm đá này thì phải làm rất là cẩn thận, vì không làm không khéo cẩn thận thì là những cái lưỡi xích ấy, hoặc những cái mũi máy mũi, hoặc những cái lưỡi đục ấy, khi chúng ta đục chạm mà nó vào đá này thì nó sẽ hỏng, nó hỏng hỏng cái đồ nghề. Thì đơn giản nhất là ví dụ như cái đục thì chúng ta có thể mang đi mài, nó mòn thì chúng ta mẻ chúng ta mài được. Nhưng mà cái lưỡi xích ấy, lưỡi xích cưa xăng ấy, thì là mài khó, hầu như là anh em không mài. Đã cắt vào đá xong rồi thường mỗi một tác phẩm đá này thường thường là phải vứt tầm khoảng hai cái cưa xích, hai cái lưỡi cưa xích là vứt đi đó. Nên là nó nhiều yếu tố lắm mọi người, bởi sao hàng ôm đá bây giờ nó có một cái vị thế khác đấy. Đấy là giới thiệu sơ qua về cái vấn đề hàng ôm đá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái sản phẩm này, em sẽ qua một chút mà sau mọi người, để nói sơ qua một chút như này, em cho mọi người hình dung này. Thứ nhất, cái sản phẩm này của em là ba chú nghê, đây một chú, đây một chú và đây một chú. Hàng là 100% nghìn khối và bao cho mọi người là hàng này không có dặm vá nhé, mọi người nghe kỹ nhé, không có dặm vá, không có vẽ vân đó. Đấy là một em cam kết đối với sản phẩm này, không dặm vá và không vẽ vân, để mọi người yên tâm. Chứ hàng ôm đá thường hay bị dặm vá vân lắm, nhưng mà riêng với sản phẩm tuyệt vời này thì không bị đó. Và em có thể cá khẳng định mọi người luôn là những cái sản phẩm này về các bác chơi ấy, thì cái giá trị theo thời gian của nó tăng lên từng ngày từng giờ, chứ sẽ không bao giờ có chuyện là những hàng mất giá. Hôm nay các bác sưu tầm được với cái giá hợp lý, ngày mai, 1 năm nữa, 2 năm nữa, 3 năm nữa, chỉ nếu em không dự đoán nhầm mà chỉ tầm khoảng 2 năm nữa thôi là hàng phôi ôm đá này sẽ không còn, không còn luôn đâu mọi người. Bây giờ cũng đã rất là cao rồi, giá rất là cao rồi, xong cái đó này cũng hiếm lắm rồi, không còn luôn. Đấy, nhưng mọi người cố gắng sưu tầm, nếu các bác nào thích hàng độc thì chúng ta cũng sưu tầm, em sẽ cố gắng bán rất hợp lý. Đây, để đá tự nhiên nhé, không phải em chóc đâu mọi người nhé. Đây, đây nhìn sơ qua cái chỗ này là những cái chấm lưu chứ không phải lỗi vết nhé, lỗi vết thì em đã chỉnh sửa, cái này là những cái chấm lưu. Mọi người sẽ thấy là một cái to này, hai cái nhỏ, đó. Sản phẩm này bây giờ còn nặng rơi tầm 40 cân, còn tầm khoảng 40 cân mọi người nhé, 40 cân hơn 40 cân ấy. Nó tóm lại là một người bê sẽ rất là nặng, chuẩn ra là em vẫn là hai người bê, nhưng mà ở bây giờ một mình em vẫn cố gắng bê được, nhưng mà chuẩn thì là hai người bê cũng không đau lưng. Nói chung là một sản phẩm nó quý giá, mà cái giá thì em sẽ đưa cho mọi người cái giá thì đây mọi người mình ngắm một người trước nhé. Cái này là một cái bao tiền này. Cái bao tiền này. Đây tuyệt vời luôn, tất cả những cái màu sắc mọi người nhìn đều là tự nhiên hết. Và các bác lưu ý là cái vùng đá ở cái vùng Tây Nguyên nó sẽ không, nó không giống những cái đá ấy đâu nhá, nó không phải đá xanh nhá, nó không phải đá xanh và nó không phải những cục đá mà nó tính kiểu một mạch đâu, mà cái đá nó sẽ vụn vụn như thế này mọi người nhá. Đây này, này nó xuất ra đây này, do có chuyện vật đồ này xuất ra này, mọi người sẽ thấy là cái đá này nó sẽ không được cứng, nó sẽ không được cứng mà nó rất là dễ. Ví dụ mọi người về cầm búa đây, đây em cậy đây này, đấy mọi người nhìn chưa, cái này thì chỗ này là đất chứ không phải đá, cái này là đất, khẻ đất chứ không phải đá, cái này nó còn tí đất. Như đây là những cái chỗ đá này, nếu mà chúng ta tác động vào cái là nó vỡ ngay. Đây mọi người sẽ thấy cái đá này nó gọi là đá gì thì em không nhớ nó gọi là đá gì, đá vùng Tây Nguyên nó gọi đá gì chính xác cũng không nhớ lắm đâu, mình cũng không kiến thức chuyên sâu lắm, không rõ về cái ngành nghề đá lắm. Cái này đá không phải là đá vôi thì nó có từ cái mạn miền Trung hát ra phía Bắc, to phép đấy mọi người nhé. Chiều rộng của các tác phẩm là 65, chiều rộng 65, chiều cao là 45, rộng 65 cao 45, độ sâu dày là 42, to phết đấy ạ.
rộng 65, cao 45 và sâu 42. Em Minh xin giao lưu mọi người bức này với giá là 5 triệu 2 không ship mọi người. 5 triệu 2 không ship, giá hợp lý thôi. Và thật sự với mọi người là cục phôi này mua rất là nhiều tiền đó. Phôi là 3,5 triệu. Chính xác là cục phôi là 3,5 triệu ạ. 3,5 triệu cục phôi đó. Em nghĩ là mọi người những sản phẩm độc như này với cái giá 5 triệu 2 thì em nghĩ là anh chơi được. Và các bác sưu tầm thôi, tuyệt vời luôn. Xứng đáng để chơi, chỉ một từ thôi, xứng đáng để chơi. Xứng đáng để chơi và xứng đáng để sưu tầm. Còn có thể là nhiều bạn không thích. Nhiều người có phải anh thích đá đâu. Không phải anh thích đá. Cũng có nhiều người rất thích, nhiều người ta cũng không thích. Nó tùy theo quan điểm chơi của mọi người. Chiếc đồ này nó không cố định. Rất là nặng, không phải nhẹ như nào đâu. Úi dồi. Tiếp đây cho mọi người một sản phẩm nữa. Em đang đưa cho mọi người một chiếc khay. Cái khay này thì nó cũng hơi kỳ dị một chút, không biết là các bác có thích không. Cái khay này nó sẽ hơi dị một chút mọi người. Cái này là do cái vấn đề, do cái tính cách của em. Nhưng em thích những cái khay như này để chia sẻ mọi người, không biết là các bác có thích không. Một cái khay mà nó sẽ có một cái sự gì đó nó rất là buồn cười, nhưng mà nó là một cái điều đặc biệt. Đây, đây nó có một cục đá đây, lòng giữa lòng cái khay nhé. Cái sản phẩm của nó sẽ có hai cục đá, đây là một cục và đây là một cục, đây là một cục này và đây là một cục này. Đấy, đầu tiên là cục đá nó rất là to mọi người nhé, nó trồi hẳn lên như này này, nó trồi hẳn lên. Nhưng mà em nghĩ là thôi đập nó nhỏ nhỏ đi chứ để trồi lên nhìn quá nhiều nó cũng dơ, nên là em có đập nhỏ đi để đập sát xuống em. Nhưng mà cái đá là rất là chắc mọi người nhé, đá là rất cứng. Thì như mọi người biết rồi đấy, nếu mà những cái sản phẩm gỗ mà có đá ấy, thì bao giờ nó cho mọi người chất vân nó như thế này. Nó thật sự luôn là những cái vân như này thì nhìn nó mê lắm, ai nhìn cũng mê. Em Minh làm gỗ rất là nhiều và cũng va vấp rất là nhiều, nhưng mà nhìn những cái sản phẩm này mình vẫn cảm thấy nó đam mê thật sự, là nó đam mê thật sự luôn. Và nó không biết nói nào, nhưng mà nó khi nhìn rồi chúng ta cảm thấy nó thích, thật sự là thích. Và những cái sản phẩm nó lạ mắt như này thì không phải lúc nào cũng có. Chú heo này mọi người sẽ nhìn, đây là một chú heo, đây là heo liền khối. Và cái chất vân ở trên người heo mọi người nhìn cũng có, em cũng không phải giới thiệu nhiều, mọi người cũng đánh giá được, bởi vì đây là một cái sản phẩm nó cũng hiếm rồi. Đây, khay này khá to mọi người nhé, không nhỏ. Tất cả đều là hàng gốc rễ hết. Em không mua làm hàng kiểu hàng đe. Em ghét làm hàng đe lắm, bởi vì hàng đe nó không có vân. Em thì em chỉ thích những làm như này đấy, những hàng như này. Cũng phải là biết là do tại sao mình bị ngấm cái máu của mình ngấm cái đá đấy. Thế này em chỉ thích như thế. Tí em sẽ quay sơ qua cho mọi người, giới thiệu mọi người một cái sản phẩm, một cái bàn đá của em mà em để chơi. Cũng thực sự là để nó mình chơi thì mình cũng chưa có cái vị trí để chơi, bởi vì là thật sự là không có thời gian chơi, chính xác là không có thời gian chơi. Nhưng mà có một cái bàn đá anh em giới thiệu mọi người, tại vì nó quá ngâm mê mà cùng ngắm cùng làm. Em vào cái khay này nhá, vào cái thứ khay này. Em báo giá luôn khay này, khay này em xin giao lưu mọi người 1,5 triệu. 1,5 triệu này khay to đấy, giá cực kỳ hợp lý. Kích thước là dài 62, sâu là 35. Em sẽ đo cái độ dày của cái mặt khay đi nhé mọi người nhá. 62-35, một khay rất là to, và giao lưu mọi người 1,5 triệu cực kỳ hợp lý thôi. Bởi vì cũng nói thật mọi người luôn, tiền gỗ đã chắc phải rơi tầm khoảng 1 triệu rồi, 1 triệu tiền gỗ rồi, 500.000 công rồi. Độ dày khay nè, độ dày khay 4 phân rưỡi. Độ dày 4 phân rưỡi, không phải là mỏng mọi người nhé. Độ dày cái mặt này này. Đây, mới là một cái thước này.
Đây là một cái thước của mọi người đặt ở đây, mọi người thấy là cái khai này rất là to, bé tí luôn. Đấy, khai này rất là to. Nhưng mà em phải nhắc mọi người một điều là chỗ này sẽ có chỗ này có một viên đá. Đấy, các tình yêu nếu mà vợ mà khó tính ấy, thì mọi người không bế khay về chơi đâu. Bởi nhiều khi các chị này về để bảo mình ông dở hơi, ông cam hấp, ông phải đi bế khay thì có cái viên đá tròm lòm ở giữa này trông ghê đấy. Đấy, đây là tùy cho mọi người nhé. Cái khay này mọi người có thể về ấm chén này, bày đồ, hoặc là những cái tác phẩm sưu tầm chẳng hạn, những cái tác phẩm đẹp nhỏ nhỏ xinh xinh, mọi người có thể bày lên cái khay này để chúng ta có một cái tấm gỗ bên dưới để đồ. Trên này mọi người có thể bày những cái tác phẩm lưu nhỏ nhỏ hoặc những cái tác phẩm quý giá, gỗ tử thần rồi đi, gỗ linh tinh gì đó đấy, xưa xịn chẳng hạn đấy, mọi người có thể bày lên đấy. Nó cũng là một cái điều đặc biệt. Chiều rưỡi mọi người cái nó đẹp lắm, nó thực sự là em nghĩ là cũng chơi hơi phí nó đẹp lắm. Xứng đáng chưa? Có hai cái, một cái của đá ngoài liên quan gì viên mọi người một sản phẩm nữa. Hôm nay toàn sản phẩm đẹp thôi, sản phẩm đẹp, sản phẩm xứng đáng để chơi. Cái này em sẽ lên cho mọi người một chú trâu, một tiểu đồng cái trâu đẹp lắm. Em nghĩ là các bác nào mà thì có những tiểu bạc thì mọi người trưng chú trâu. Đây em sẽ đặt cho mọi người phần đế gỗ này, gỗ uy tín chưa? Hàng gốc dễ mà uy tín nhá. Vân này, mọi người nhìn vân này, đây đằng sau này vân này, nhìn khối nha các bác nha, tự lòng cưỡi trâu. Vân đằng trước này quá tuyệt vời luôn mọi người ạ, đẹp lắm. Từ cục gỗ sau đến đường nét đục sau đến chất gỗ không có một tí vết nào luôn, quá ư chất lượng. Một tác phẩm để bàn mà, một tác phẩm tiểu đồng chân châu, nhìn khối 100% chất lượng. Cái này về mọi người trưng mà những cái không gian nhà mình, mọi người có một cái đồ mà có những cái ô ấy, các bác có những cái ô ấy, mọi người nếu có điều kiện thì chúng ta cố gắng làm sao mà có một cái phòng trà là tuyệt vời nhất. Em cũng luôn luôn hướng đến là các bác làm sao mà mọi người có điều kiện và có không gian ấy, thì chúng ta làm một cái phòng trà, phòng người ta gọi là phòng trà, nơi đó là cái không gian riêng của các bác. Chúng ta lánh xa toàn bộ những cái ồn ào ngoài cuộc đời, cũng như là cái vấn đề có thể sâu xa hơn như là cái vấn đề vợ con kêu ca, con khóc, con kích, chúng ta bỏ ngoài tai, chúng ta vào cái phòng của chúng ta, là nơi không gian đó của chúng ta, chỉ có chúng ta, của các bác, và chỉ có các bác với những cái thú chơi, những cái đam mê. Trong đó mọi người có thể bày tượng, bày sành, bày sứ, bày đá, bày âm thanh, chúng ta bật một bản nhạc để chúng ta nghe trong cái phòng của chúng ta, và chỉ có chúng ta đối với còn bỏ ở ngoài tai tất cả mọi thứ, cơm áo gạo tiền. Em nghĩ đó là sẽ là một cái thú chơi đích thực. Em luôn luôn hướng đến cái điều đó sẽ là một thú chơi đích thực, và nó đem lại cho mọi người một cái khoảng không riêng tư, và nơi đó chúng ta tĩnh lặng để chúng ta có nạp lại được cái năng lượng, và để suy nghĩ, hoặc có thể là một nơi chúng ta ngồi suy nghĩ thấu đáo về những cái vấn đề trong cuộc đời cũng như là công việc, thì đó sẽ là một cái nơi mà giải tỏa. Và thứ hai, đó cũng là một nơi mà chúng ta có thể có những người bạn tri kỷ, những người anh em chúng đến với chúng ta chơi, chúng ta dẫn vào phòng trà đó, chúng ta cùng ngồi nhâm nhi một vài chén trà hoặc một vài chén rượu, sau đó chia sẻ những cái thú chơi, những cái câu chuyện ngoài đời, thì đó sẽ là một nơi tuyệt vời luôn đấy mọi người đó. Em thích nó. Em thì thật sự luôn là cũng chưa có điều kiện và cái thời gian mọi người, bởi vì để làm một cái phòng trà nói chung cho chơi, ngoài cái vấn đề tiền bạc thì sẽ có rất là nhiều người có tiền, chứ em chẳng hạn, bỏ nhiều tiền không có, nhưng một túi tí tiền thì em cũng có. Nhưng mà cái vấn đề đó là mình, ngoài cái vấn đề tiền bạc là một phần, là cái vấn đề thứ hai là cái thời gian. Sẽ có nhiều bác rất nhiều tiền nhưng mà chúng ta lại không có thời gian, thật sự là không có thời gian để mà có thể là mà set up cho mình một cái phòng trà, và khi set up rồi mà cũng không có thời gian để ngồi mà thưởng trà cũng như là chiêm nghiệm những cái phòng trà của mình. Không phải ai cũng có hai thứ đó. Cái thứ quý giá nhất của đời người đó là thời gian, thì không phải ai cũng có. Tiền bạc thì rất là nhiều người có, nhưng thời gian đang nghĩ là hơi khó,
Như em chẳng hạn là một người cực kỳ hạn chế về thời gian. Tác phẩm Châu này có kích thước là dài là 33 mọi người nhé, cái chiều này 33 này. Kích thước này mấy cái thước mà cái tượng hình mở cao 25 và sâu là 19, dài 33, cao 25 và sâu 19. Một tác phẩm mà em nghĩ đánh giá là một tác phẩm Châu Thiệu đẹp, chất lượng và đến khối. Em xin xa đi mọi người, tác phẩm Châu Thiệu Đồng với giá là chỉ có, bởi vì thật sự đối mọi người cục gỗ này nó rơi vào tầm khoảng 600, 600-700, tiền full cái này là tầm 100 đến gọi là 800, thì tiền công đục vào cái này nó phải là 800, thì không dấu diếm mọi người phải đục ngoài móc như này, thì 500 thì chắc chắn này không đục đâu ạ, 500 sẽ không thể đục được, mà bắt buộc phải là 800 tiền công. Thì giao lưu mọi người tác phẩm Châu cực kỳ chất lượng là mới giá chịu 6. Nhiều khi mọi người xem clip của em ấy, thì nhiều bác không thích, thật sự là không thích, bởi vì cái thằng này nó nói liên thiên, nói nhiều, chả đâu ở đâu, không tập trung vào cái vấn đề bán hàng. Chả có nhiều người nói như thế. Đầu tiên là khi ngày xưa em mới bắt đầu làm ấy, hoặc năm ngoái năm kia ấy, khi mà em bắt đầu hâm hấp em nói nhiều, em chả bán đồ được, em cứ chuyển sang em nói liên thiên đấy, về cuộc sống, về cuộc đời, về những thú chơi. Thì nhiều người cũng bảo bán đồ đi, sao lại cứ nói linh tinh ấy, nhưng bán đồ đi thì em lúc đấy em lại hấp đi, em không bán nữa, thật sự luôn. Lúc đấy mình lên một cái like hoặc lên một clip để giới thiệu mọi người, nó cũng như là muốn chia sẻ đối với những người thân thôi. Em cũng coi các bác như là những người anh em, là cũng muốn chia sẻ thật đó, để các bác có một cái thú chơi nó chuẩn chỉ. Nên cố gắng làm sao mà chia sẻ càng nhiều càng tốt, chứ không có gì giấu giếm cả đó. Còn tất nhiên là cái vấn đề đồ gỗ thì nhiều khi mọi người nhận hàng cũng nhiều bạn cũng không ưng, để nó thật trạng nó cái gì nó đúng là sự đúng, nhiều người cũng không ưng, nhưng mà nó cũng khó, bởi vì là đồ gỗ này nó muôn màu và trắng lắm mọi người ạ. Nhưng các bác chơi thì mọi người cứ quan sát thật kỹ, sau đó chúng ta chơi rồi thì chúng ta có một cái đầu óc nó rộng mở một chút thì mọi người sẽ chơi được đồ gỗ. Các bạn như nếu mà các bác mà kỹ tính thì thật sự luôn là chơi đồ gỗ hơi khó, đều nói thật, kỹ tính là hơi khó chơi đồ gỗ. Đây là một tác phẩm lưu sụn hương, một tác phẩm để bàn thôi nhưng mà nó xứng đáng để chơi. Cục phôi này là mua cục phôi giá lưu nhưng không phải là giá gỗ thường mọi người nhé. Cái giá gỗ thường bình thường một cái sản phẩm này thì rơi tầm khoảng 2 triệu thôi, 2 triệu hoặc đắt nhất là 2,2 triệu cái một sản phẩm này nếu gỗ thường. Nhưng mà gỗ lưu thì nó sẽ đắt lên tầm khoảng 700-800 nghìn tiền phôi mọi người đấy. Thì em sẽ đo kích thước cái tác phẩm này xong em quay tí. Chiều rộng 30 liền khối ạ. Chiều cao 41 và độ dày của sản phẩm là 22. Rộng 30, cao 41 và sâu 22. Đây là một cục lưu hương, còn ngoài cái lưu ra thì nó sụn rất là nhiều. Thì đồ cũng khá ok. Nói chung là kỹ thì cũng không dám nhận đâu. Nói chung là đục đẹp thôi. Đây là một cái cờ này. Cờ mọi người sẽ thấy cái phần sụn này 100% cái cờ là sụn hết đấy, mọi người nhìn sụn noang ấy. Đấy, cần người thì mọi người sẽ thấy là cái vân sụn toàn bộ luôn. Đây là một tác phẩm lưu sụn mà đục kênh bong sụn hết luôn. Đã có một tí giá cái này kệ nó nhé mọi người nhé, tự nhiên nó thế chứ không chỉnh sửa nhé. Nhiều lơi thì họ sẽ tô màu đỏ đây hoặc vẽ vân đấy, như thế em kệ. Đây chúng ta sẽ đặt cái bao đây, mọi người sẽ lưu rất là nhiều lu và cái vân thì nó không khác gì gỗ cẩm. Ngoài cái lu ra thì cái vân của sản phẩm này không khác gì gỗ cẩm mọi người nhá, không khác gì gỗ cẩm luôn đó, đẹp lắm. Em nghĩ là một sản phẩm mà vừa tầm mà dễ chơi, ai có thể chơi được. Em giao lưu mọi người giá hợp lý thôi. Sau nó có một chút lúa. Đây mọi người nhìn cái vân này, đẹp chưa? Sau là mây hết. Em sẽ là đế gỗ, đặc gỗ nhé. Đây này, đặc xịt gỗ luôn. Đó, đặc xịt luôn, đặc xịt gỗ luôn. Đó. Sản phẩm này em xin giao lưu mọi người một tác phẩm lưu sụn hương cực kỳ tuyệt vời, chất lượng này. Cái này thì mọi người bày vào những cái không gian nó vừa vừa thôi, cũng không cần đường không gian quá to đâu.
vừa vừa thôi, là chúng ta bày là hợp lý. Em sẽ giao lưu mọi người bức này giá 2,8 triệu mọi người nhé, 2,8 triệu. Em chỉ kiếm mọi người bức này tầm khoảng 300-400 gì đấy, 2,8 triệu trừ chi phí đóng bọc đi rồi chắc được 300. Thế thôi, gọi sản phẩm như thế thôi thì mới bán được, chứ còn kiếm 1 triệu 2 triệu thì khó lắm, khó giá lắm. Tiếp em lên cho mọi người một sản phẩm nữa, đây là một tác phẩm mà em rất là ưng ý, rất là ưng ý mọi người nha. Một một cặp mà song ly nhỏ nhỏ nhưng mà đẹp, vẫn là ôm đá. Thế đây cục đá đây, vẫn là ôm đá mọi người nha. Cái này em sẽ bán tặng mọi người, em sẽ bán tặng thôi, bán tặng thôi. Bình thường như này em vẫn bán tầm khoảng 1,5 triệu, 1,6 triệu, hôm nay em sẽ bán tặng mọi người. Mọi người sẽ thấy chất vân đấy, tuyệt vời luôn. Cái này mọi người bày không gian đồ chơi của mình thôi. Đây có viên đá này, đây là vướng cái giấy, đây là cái giấy giáp nó quật nó vào dính đây, tí mai cạo là hết. Lấy cái mũi chứ kìa, đây mọi người nhìn. Nói chung là hàng bóng đá thì bao giờ nó cũng đưa cho mọi người một cái chất vân, nó cái gì có nó rất là mê ly, cuốn hút. Đây là những cái rễ, đây rễ hương, những cái rễ đây đặc bộ luôn, nó những cái rễ tuyệt vời luôn mọi người, quá đẹp. Thường thường những cái này em vẫn chưa, em vẫn bán là 1,5 triệu, 1,5 triệu hoặc 1,6 triệu tùy theo gỗ. Mà ngày hôm nay thì giao lưu mọi người giá hợp lý thôi, mấy trăm nghìn gỗ, mấy trăm nghìn công thôi. Cái dài 50 mọi người nhá, dài 50, sâu 12 và cao là 13, dài 50 sâu 12 và cao 13. Gỗ thì em khẳng định luôn đó là đỉnh cổ vân, đỉnh cả gỗ, và thứ hai là còn có cả cục đá rất là đẹp. Giá thì xin giao lưu mọi người bức cái này với giá này chỉ có 1,2 triệu mọi người nhá. Thôi thì em xin nói thẳng luôn như này cho nó dễ, 1,2 triệu thì em chỉ kiếm của mọi người xem nào, tầm khoảng 1,5 lét, bởi vì là cái tiền gỗ này 500 rồi, 500 tiền gỗ rồi, tiền công đây 500, gỗ 500 công 500 thì nó 1 triệu rồi, 3,2 triệu đấy, trừ chi phí không đâu. Này thì tính không phải này thì 1,2 triệu mọi người, một cái cầu sóng lý rất đẹp. Tiếp đến em cho mọi người lên giới thiệu mọi người một cái chum màu vàng mà em đam mê. Cái này là thực sự là hàng đẹp, em giới thiệu mọi người nhé, không chơi hơi phí cái chum này luôn. Bác nào là tín đồ của Ngọc Anh và hàng Ngọc Anh chuẩn là ra thì các bác chuẩn bị ngắm một cái chum được chế tác trên một cái rễ Ngọc Anh mà ra. Đây là một cái rễ, một cái rễ đỏ au nặng như đá, gỗ nặng kinh khủng luôn, gỗ này nó còn nặng hơn cả gỗ hương, bởi hàng rễ nó nhiều, gỗ nó chai ấy, ủa nặng hơn cả gỗ hương luôn, má nó nặng thế, nặng thật đấy mọi người. Em nghĩ là em chưa thấy cái chum nó nặng như cái chum này, chưa có cái chum nó nặng như cái chum này đâu. Đây em sẽ để em chỉnh máy nha, quay mọi người một vòng mọi người. Chum mà liền hết, to lắm. Đây, nó được chế tác trên một cái rễ, nó là một cái rễ mọi người nhé, nên là sẽ không có cái đường kính to đâu. Cái rễ này không có đường kính to, nhưng mà bù lại mọi người ấy, là cái chất gỗ nó đanh lắm, nó đanh như gỗ hương, nó đanh như gỗ hương là một, và thứ hai là nó nặng dã man luôn. Hàng ngày làm không đợi như nào cũng lặng. Và thứ ba là cái mùi thơm cực kỳ sướng, mùi thơm của chum sướng, em nghĩ là cực kỳ sướng. Em quay mọi người ngắm nha, mọi
Mọi người thấy gỗ đẹp không? Hàng lĩnh sáp đi, hàng lĩnh sáp, các bác phải lĩnh sáp đi nhé, chứ không phải hàng Fubiu đi nhé. Mọi người không đừng bảo là Fubiu, các bác phải lĩnh sáp đi. Mà sờ cái này nó mát tay lắm, bởi vì là cái gỗ nó đanh, gỗ nó đanh, mà những cái sản phẩm được cái mùi thơm bền lắm, bền lắm mọi người, bền, mùi thơm rất là bền luôn. Ok. Em có quay một người rồi, để em sẽ đo kích thước. Cao 1m06. To thế nhỉ. Cao 1m06, đường kính 26. Cao 1m06, đường kính 26. Tuyệt đối phát tiền. Đây là một tí vết chỗ này, không tránh được, nói chung là hàng dễ không tránh được. Cái này nó do bị dập do quá trình vận chuyển. Cái này là sụn nhá, cái này là sụn nhá, sụn noang, gỗ giả lắm, giả dã man, dầu đang ra này, dầu đang ra bóng lừ, giả lắm, gỗ giả lắm mọi người. Cái này bị xước, cái này là mắt nu á, này là những cái chấm mắt nu, chấm mắt nu chứ không phải là vết nữa, đây là những cái chấm mắt nu, chấm mắt nu ngầu vàng nặng, thường thường thích lắm. Nhiều gỗ, vì cái cục gỗ nó nặng, cục dễ nó nặng, nói chung là